Em xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng học cách làm việc nhóm trong phần mềm Formit. Các bạn hiểu rằng trong Formit, nó hoàn toàn cho phép các bạn làm việc nhóm ở những người ở những cái địa điểm khác nhau, chỉ cần kết nối Internet. Giả sử như mình là một người đang thiết kế một công trình trên máy tính bảng ở Hà Nội, và bây giờ mình muốn chia sẻ cái công trình của mình cho một người đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, thì Formit hoàn toàn có thể giúp các bạn làm điều đấy. Giả sử như mình ở Hà Nội và mình dùng một tài khoản. Các bạn có thể hiểu mình đang sử dụng một tài khoản trên Chrome, thì đây là một người dùng đang ở Hà Nội. Và bạn mình đang ở trong Sài Gòn thì họ dùng một cái tài khoản khác. Và tài khoản trên Crocococ này chính là đại diện cho người đấy. Thì giả sử như mình đang làm ở cái máy tính này. Đấy, mình có một cái dự án ở đây. Và mình muốn chia sẻ cái dự án này lên cho người bạn mình ở Sài Gòn. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một collaboration ở đây, tức là một share, các bạn phải kích vào đây để hiển thị nó lên. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta có một Start Sharing Session. Cái mục này sẽ giúp các bạn kích hoạt chế độ sharing. Mình sẽ kích vào đây. Thì ngay lập tức phần mềm nó sẽ tạo cho chúng ta một cái ID hoặc là một cái đường link để chúng ta có thể gửi cho đối tác. Thì các bạn có thể đợi trong giây lát. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái mã ID ở đây và một cái đường link ở đây. Thì các bạn hoàn toàn có thể copy đường link hoặc cái mã ID này để gửi cho đồng nghiệp. Giả sử như mình sẽ copy cái mã ID này. Sau đấy, mình sẽ gửi cho đồng nghiệp mình cái mã ID. Và người đồng nghiệp chỉ việc là vào mục collaboration. Và các bạn sẽ vào mục join extension. Các bạn chỉ việc là dán cái mã ID hoặc cái đường link vào đây. Và mình sẽ kích vào join. Thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức chúng ta sẽ tạo được cái sự kết nối. Các bạn sẽ thấy chúng ta có hai tài khoản ở đây, một tài khoản Phạm Hùng là một là mình ở Hà Nội, còn tài khoản Alice thì có thể hiểu là một tài khoản khác đang ở một nơi khác, có thể là Sài Gòn. Thì các bạn sẽ thấy rằng khi mình vẽ trên tài khoản của mình thì người bạn của mình ở Sài Gòn họ cũng sẽ nhận được. Các bạn sẽ thấy bạn thấy không ạ, khi mình vẽ ở đây thì trong cái công cụ của bạn mình, trên phần mềm của bạn mình ở đồng nghiệp ở Sài Gòn họ cũng sẽ nhận được. Đấy, ví dụ mình sẽ vẽ thêm một khối nữa ở đây. Đấy, các bạn có thể thấy. Thì đấy là cách các bạn có thể là trao đổi cùng nhau làm việc trong Formit. Ngoài ra mình cũng có thể chat với nhau. Ví dụ đây mình có thể là hi. Bạn nhìn được không? Bạn vẽ mái nhà nhé. Đấy, thì các bạn có thể vào người đồng nghiệp của mình ở Sài Gòn, họ có thể vào một chat, họ sẽ thấy cách dòng thông tin chúng ta trao đổi với nhau ở đây. Đấy. Tiếp theo các bạn có thể thấy chúng ta có mục là invite other, thì chúng ta có thể tiếp tục lấy cái đường link này gửi cho những người bạn khác để có thể một nhóm rất là nhiều người cùng làm việc trên cùng một model. Sau khi làm việc xong, các bạn có thể là kích vào answering session này. Đấy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ ngừng kết nối với nhau. Đấy. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ ngừng kết nối với nhau và nó sẽ hiển thị là disconnected như thế này. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể sử dụng công cụ Formit để làm việc nhóm, giúp các bạn có thể vượt qua được một khoảng cách về không gian, có thể cùng nhau làm việc, cùng nhau phát triển ý tưởng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.